Đội tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở ASEAN 19 khi thắng nữ Nepal 2-0. Trên thực tế, vì Nhật Bản quá mạnh nên Nepal được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng D với đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Do đó, 3 điểm ở trận ra quân giúp cơ hội đi tiếp vào tứ kết Á vận hội của đội nữ Việt Nam trở nên khá sáng sủa. Theo điều lệ môn bóng đá nữ ASEAN 19, 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Vì bảng C có 2 đội tham gia và chỉ lấy 1, nên khả năng vào tứ kết của đội nữ Việt Nam rộng hơn. Ở trận ra quân, lối chơi của các cô gái Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong mặt trận tấn công. Trước đối thủ yếu hơn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể kiểm soát tốt thế trận, nhưng bóng chủ yếu luân chuyển ở 2/3 sân nhà. Điều này phần nhiều xuất phát từ sự vắng mặt của chân sút nữ số 1 Việt Nam thời điểm này là Huỳnh Như, đang thi đấu ở Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ Lang. Trong khi đó, những tiền đạo trẻ được xem là lớp kế cận như Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Tuyết Ngân chưa thể thay thế được đàn chị. Hai bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ghi vào lưới Nepal đều đến từ những tình huống đột biến, với cú sút bất ngờ của Bích Thùy mang đến cơ hội cho Hải Yến sút bồi, và pha tạt bóng đầy sáng tạo của Dương Thị Vân để Bích Thùy băng cắt đánh đầu. Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng của ông Mai Đức Chung không thể tạo ra được nhiều pha bóng đột biến như vậy. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam, hạng 34 thế giới, đối đầu với đội Bangladesh, hạng 142. Trong bối cảnh không có nhiều sự lựa chọn và thi đấu với đối thủ dưới cơ, đây sẽ là cơ hội để ông Mai Đức Chung tiếp tục thực hiện những thử nghiệm về mặt nhân sự, chiến thuật để tìm ra phương án tối ưu cho trận gặp Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương chia sẻ, hàng tiền đạo không có Huỳnh Như thì đương nhiên hiệu quả tấn công sẽ bị giảm sút đáng kể. Sau vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ. Chính vì vậy, mục tiêu mà chúng ta hướng đến tại ASEAN 19 là sự chuyển tiếp này diễn ra một cách suôn sẻ, hiệu quả để chuẩn bị cho tương lai. Những cầu thủ dự bị ở trận đầu như tiền vệ Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân nhiều khả năng sẽ được ông Mai Đức Chung cho đá chính ở trận gặp Bangladesh. Không chỉ trên hàng công, cơ hội ra sân có thể sẽ đến với các gương mặt trẻ ở tuyến phòng ngự như Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Lan Anh. Về đội nữ Bangladesh, họ để thua đội Nhật Bản với tỷ số đậm 0-8 ở trận ra quân. Huấn luyện viên trưởng Saiful Bari Titu nói, tôi phải đấu với Việt Nam bằng những gì rút ra được từ trận thua Nhật Bản. Những sai lầm từ thất bại sẽ giúp chúng tôi tiến bộ hơn.